21 công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam đều được tăng hạn mức doanh số phát hành thêm 10 tỷ đồng một ngày mở thưởng, tức tăng thêm 1 triệu tờ vé số, mệnh giá là 10.000 đồng một tờ, lên mức tối đa là 13 triệu tờ vé số, trị giá 130 tỷ đồng một ngày mở thưởng. Sau khi tăng doanh số phát hành thêm 10 tỷ đồng một kỳ mở thưởng, mỗi ngày các công ty xổ số kiến thiết miền Nam có thể tiêu thụ tối đa là 390 đến 520 tỷ đồng tiền vé số truyền thống. Kể từ ngày 1 tháng 10, từ Chủ nhật tuần này đến thứ 6 tuần sau, mỗi ngày ở miền Nam có 3 công ty mở thưởng, với hạn mức phát hành tổng cộng là 390 tỷ đồng, tức mỗi công ty khoảng 130 tỷ đồng một ngày. Riêng ngày thứ 7 sẽ có 4 công ty mở thưởng với tổng hạn mức là 520 tỷ đồng, do riêng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh được phát hành 2 kỳ một tuần và thứ 2 và thứ 7 hàng tuần. Trước đó, hồi tháng 7 năm 2024, Hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cũng đã có tờ trình đề nghị tăng doanh số phát hành vé số truyền thống gửi Bộ Tài chính với hạn mức đề xuất là 20 tỷ đồng một kỳ sổ cho các công ty. Theo tờ trình, từ năm 2017 đến nay, Bộ Tài chính đã 4 lần cho các công ty trong khu vực tăng doanh số phát hành. Cụ thể là vào các năm 2017, 2020, 2021 và 2023 đến nay, doanh số phát hành của các công ty bằng nhau là 120 tỷ đồng một kỳ sổ. 6 tháng đầu năm 2024, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tiếp tục làm ăn hiệu quả khi doanh số phát hành đạt 70.400 tỷ đồng, thì doanh số tiêu thụ đạt gần 69.600 tỷ đồng, chiếm 98,8%. Đa số công ty tiêu thụ trên 99%, trong đó 19 trên 21 công ty tiêu thụ 100% lượng vé số phát hành. Theo nhận định của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, thì tình hình tiêu thụ trên sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới và kết quả trên cũng cho thấy doanh số phát hành hiện nay vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của thị trường, cho nên việc tăng doanh số phát hành là hết sức cần thiết. Thời gian gần đây, nguồn cung bất động sản trên địa bàn thủ đô Hà Nội còn tương đối khan hiếm. Sản phẩm bất động sản nhà ở mới được chào bán chủ yếu là các dự án đã được phê duyệt từ giai đoạn trước. Để đáp ứng chỉ tiêu được giao tại đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn năm 2021 đến năm 2030 của Chính phủ và triển khai đầu tư nhà ở xã hội sau năm 2030, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, lập, phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án khu nhà ở xã hội độc lập với khoảng 1 triệu mét vuông sàn, làm cơ sở để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tại Hà Nội, quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn của người dân. Trong khi đó, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở xã hội tại các khu nhà ở xã hội tập trung rất thấp so với quy mô các dự án do bị khống chế về dân số. Mặt khác, việc triển khai các dự án nhà ở công nhân còn chậm do cơ chế, chính sách ưu đãi chưa thực sự hấp dẫn, chưa thu hút doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu mất nhiều thời gian. Trong bối cảnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo lập, phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án khu nhà ở xã hội độc lập với khoảng 1 triệu mét vuông sàn, làm cơ sở để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Hà Nội đã rà soát, bổ sung khoảng 15 khu đất mới có quy mô lớn để đầu tư xây dựng các dự án khu nhà ở xã hội tập trung, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Trong đó, tập trung bố trí 2 đến 3 khu đất xây dựng nhà ở công nhân tại khu vực gần các khu công nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt danh mục dự án nhà ở, khu đô thị thuộc kế hoạch phát triển năm 2021 đến năm 2025 đợt 3. Theo đó, thành phố sẽ có thêm 6 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 13 ha tại quận, huyện Ba Đình, Long Biên, Thanh Trì, Thạch Thất. Theo quy hoạch, 6 dự án nhà ở xã hội này cung cấp hơn 8.300 căn hộ, tương ứng khoảng 655.000 m2 sàn với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Hiện các dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn năm 2026 đến năm 2029. Cùng với việc công bố danh mục nhà ở xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cập nhật 10 dự án nhà ở đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm tới với hơn 1.000 căn. Dự kiến sau năm 2025, Hà Nội có 26 dự án sẽ hoàn thành với gần 9.900 căn. Ngoài ra còn có 36 dự án khoảng 49.000 căn đang làm thủ tục đầu tư ở các huyện ven như Gia Lâm, Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng và Thường Tín. Thưa quý vị, liên quan đến kết quả trúng đấu giá đất ở cao bất thường tại một số huyện ngoại thành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật nếu có liên quan đến kết quả trúng đấu giá đất cao bất thường trên địa bàn các huyện Thanh Hoai, Hoài Đức.
Văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ban hành nêu rõ, thời gian qua thì trên địa bàn thành phố có hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trúng cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, như tại huyện Thanh Oai cao gấp 7-8 lần, huyện Hoài Đức thì cao gấp gần 18 lần. Việc trúng đấu giá đất cao bất thường này có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh, thị trường nhà ở, bất động sản. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, bảo đảm việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp ngay với các sở, ngành kiểm tra toàn bộ việc đấu giá đất tại các huyện Thanh Oai, Hoài Đức trong thời gian vừa qua. Kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết đối với các vi phạm pháp luật nếu có. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành gồm Tư pháp, Tài chính, Thanh tra, Công an rà soát quy trình, thủ tục, quy chế về đấu giá quyền sử dụng đất của các quận, huyện. Qua đó báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện rà soát toàn bộ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật, báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Trước đó, như báo Thanh Niên đã phản ánh, chỉ trong 10 ngày, thị trường đất nền ở Hà Nội liên tiếp hứng hai đợt sóng từ những buổi đấu giá do chính quyền tổ chức. Theo đó, hai phiên đấu giá với tổng số 87 lô đất ở hai huyện ngoại thành Thanh Oai và Hoài Đức ghi nhận sự tham gia của hơn 2.000 người với khoảng hơn 3.000 hồ sơ. Tại huyện Thanh Oai, phiên đấu giá 68 lô đất ngày 10 tháng 8, trong đó có lô đất được đấu giá trúng cao nhất là hơn 100 triệu đồng một mét vuông, đã thiết lập thêm kỷ lục trong thị trường đất nền vùng ngoại thành Hà Nội. Đến ngày 19 tháng 8, phiên đấu giá 19 lô đất kéo dài hơn 19 tiếng ở khu Lòng Khúc tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức đã xô đổ kỷ lục ở huyện Thanh Oai khi lô đất rộng hơn 113 mét vuông, trúng giá hơn 133 triệu đồng một mét vuông, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm. Vâng, thưa quý vị, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên ngày 20 tháng 8, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận định, thời gian vừa qua thì việc đấu giá đất vùng ven do các huyện thực hiện có giá cao vọt lên so với giá mặt bằng chung của thị trường, thậm chí có nơi gấp từ 2 đến 3 lần. Sở đang phối hợp với các cơ quan công an xác minh, làm rõ việc một nhóm đối tượng đi kích sóng đất nền. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 82, chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Những tin tức mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.